Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hãy tiếp tục lên đèn cho những anh khách anh em ơi. Lờ cây. Lờ danh sách nha anh em. Anh em nào đặt hàng trước mình gửi trước nha anh em. Nói chung là mấy ngày nay mưa anh em. Mưa quá trời, không có nắng anh em ơi. Thì anh em nào đặt hàng thông cảm chờ mình bữa hai mới gửi được nha anh em. Mưa quá không có nắng mình phơi mấy cái hôm đó không có khô nha mấy hôm hôm lờ này nha nam không có nắng nè mày để đóng đóng luôn trời thì nó ui ui hoài mấy ngày nay ui ui hoài anh em hôm nó không có khô nè mày thì anh em đặt hàng anh em ráng thông cảm chờ mình bữa hai nha nam chờ hôm khô mới làm được anh em ơi. Này vô bão rồi hôm nó khô không kịp anh em lời dành cây nha anh em này này mình gửi cho anh em lời dành cây này không phải là tre nha anh em mà này là trúc nha anh em trúc cồ nha anh em trúc cồ mình lựa mấy cái cây già nha anh em chứ không phải mình lựa cái non cho anh em đâu nha nói chung là sản lượng làm ra không đủ dao anh em ơi, anh em thông cảm chờ mình gửi từ từ nha. Chuồng máy này năm nay là đi hết anh em. Cái chỗ này anh em. Chỗ chỉ có 1000 đồng cây nha anh em. Cái chỗ là chú cảnh là mài cảnh cho anh em sẵn luôn mình đã đo cái ni với cái lợ sẵn nha anh em mua về với việc là đổ vô là vừa khít luôn nha anh em mình đã canh sẵn cho anh em rồi cái chỗ này 1000 đồng cây nha anh em cái chỗ này thì được làm bằng tre thì cái chỗ nó chịu lực mà nó là bằng tre. Chung là lý do mấy ngày này thời tiết bất ổn anh em ơi hôm nó khô không kịp làm nha anh em bởi vì sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu của anh em đặt hàng thông cảm chờ mình bữa hai nha anh em chung là ngày nào cũng ra hàng y vậy nha anh em nhưng mà không kịp anh em ơi đây tình đơn hôm nay là nói chung là ngày nào cũng lên đơn nha anh em mình thì không có thời gian em ơi không có thời gian đi đặt lời hay dở lời luôn nói chung là vô cái này cái là rồi tập trung đi chuyên môn để làm cho anh em á ok giờ sắp với cái năng mini nữa nha anh em với cái năng là chiên quánh ớt nha nè, quấn ớt là vô địch luôn anh em ơi. Ớt cũng nói chung là ớt cũng không đủ luôn. Nên là đặt hàng dưới ớt thì cũng anh em. Anh em nào có nhu cầu mua dưới đa năng hoặc là lò đánh cá lóc liên hệ mình nha anh em. Để ở dưới phần mô tả nha anh em hoặc là mình để trên màn hình đó. Thì anh em là có thiện chí thì nhắn tin qua Zalo hoặc là liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình anh em. Nhiều khi anh em comment trên YouTube không thấy mình không trả lời được anh thông cảm nha. Tại vì mình đâu có trực điện thoại suốt đâu. Mình cắm đầu lo làm mấy cái này anh em. Đâu có trực đâu mà trực điện thoại. Khi anh em bình luận mình đâu thấy đâu, anh em cứ nhắn tin đi, khi nào mình đụng tới cái máy mình thấy là mình nhắn tin lại anh em ơi. Nói chung là cái giá cả mình không có được nha, bây giờ mình bán giá cho anh em cũng bình dân anh em ơi. Nếu mà tại vì mình đăng clip này á, 1-2 năm sau, nếu mình nói giá lên 1-2 năm sau đó lập lời gì đó nó lên đó, anh em bắt kiểu giá này nó
cũng được anh em ơi, 1-2 năm sau gửi cái giá cả thị trường nó khác á. Rồi anh em hỏi mình sao mà đang nói giá vậy, tại sao mà giờ bán giá vậy, mình không biết được trả lời anh em, để tùy theo thị trường anh em ơi, chung thị trường bao nhiêu mình nhiêu. Chung là mình bán mấy cái này là quanh năm nha anh em, quanh năm luôn anh em ơi. Hàng đặt nói chung là bữa hai mới có, chứ không phải là không đặt là có lượng cũng có nha anh em, em thông cảm nha. Lúc cài đủ quá, đặt hơi nhiều anh em, làm không kịp anh em ơi. Mấy ngày này quá trời mưa, mưa mà không có đi đặt lại hay là làm lại được luôn. Lo ở nhà làm mấy anh em không à, rảnh á mình mới đi như nè, rảnh chiếc ra đi anh em ơi. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ nha anh em. Chúc anh em khi shipper gọi anh em nhớ nghe máy mình dùm cái nha nè, để thôi nhiều khi shipper điện 2-3 lần mà anh em không nghe máy, hoặc là anh em không điện lại, hoặc là anh em thấy số điện thoại có người lạ lạ anh em điện lại dùm mình nha nè, chứ để nó điện 2-3 lần không được nó sẽ chuyển hoàng vậy nha nè, chuyển hoàng vậy anh em ơi, chuyển hoàng thì cực lắm. Thì nhiều khi là nó shipper điện anh em không được á, mình sẽ kêu nó lưu lại trong vòng 2-3 ngày nha nè, 2-3 ngày nếu mà shipper liên lạc anh em không được á là nó sẽ chuyển hoàn cho mình. Thì anh em lưu ý điều đó cho mình nha. Anh em thấy anh em nhiều khi đi ruộng á, qua ngoài nhà anh em về mở là lạ, anh em nếu điện lại giùm mình nha anh em. Điện lại là shipper nó sẽ giao lại anh em. Anh em mà không điện lại, anh em sơ ý không điện lại rồi, trong vòng 2-3 ngày nó sẽ chuyển hoàn cho mình nha anh em. Anh em lưu ý điều đó giùm mình nha. Thì mình gửi hàng cho anh em là gửi qua bưu điện nha anh em. Gửi bưu điện anh em ơi. Hàng gửi cho anh em là cho anh em xem hàng nha anh em. Cho anh em xem hàng nha. Trước khi anh em đặt là anh em phải biết cái mẫu lời mình ngang nhiêu dài nhiêu nha, chứ thôi nhiều khi gửi về anh em chia nhỏ quá cũng không được nha. Thì cái mẫu lời bên mình là cây thì ngang 26 dài 50 nha anh em, còn sắt á cao 27 dài 51 nha anh em. Thì nói chung là kích thước mình đưa ra hết trơn à, thì anh em cân nhắc trước khi mua nha, chứ để có nhiều anh em á đồ bự không có đâu nha anh em, chung kích thước của mình đã ra sẵn đây rồi. Cái này là mình chen vô cỏ rất là gọn nha nè, vừa chen luôn, bự quá vô cỏ cũng hơi khó nè, chung là cũng tùy theo anh em à. Thì cái cách đặt á, mình có video trước mình có hướng dẫn anh em rồi đó, anh em cứ áp dụng theo là làm ok à. Nói chung là lời mình bán cho anh em phản hồi lại rất là ok nha anh em. Hôm với cây mình đã canh sẵn cho anh em thôi, rồi quan trọng là về anh em chỉ đặt thôi, anh em phải biết cách đặt mới được nha anh em. Thì anh em nào không biết cách đặt á, mình có làm clip hướng dẫn cho anh em đặt đó, anh em có thể vào tham khảo nha anh em, để đánh cho nó có hiệu quả nha anh em. Chứ nhiều khi anh em mua về anh em không biết á, đặt tầm bậy tầm bạ không có, anh em nản lắm nha anh em, cố gắng cho mình phần đó nha. Rồi giờ tới đây mình cũng xin kết thúc anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu mua là hoặc tiếng đa năng mini quấn ếch liên hệ nha anh em. Chung với đa năng này anh em mua số lượng khoảng 30 là kiếm thu nhập bình thường nha anh em, đánh rất là ok nha anh em. Thì mình lấy một cái giới ngay cho anh em xem nha. Đây, giới đa năng nha nè.
Nhân năng thì nói chung cái giá này chỉ có 30 ngàn nha anh em, có cánh luôn nha. Cường ra rất là đẹp nha anh em ơi. Tại mình cầm điện thoại quay á, con tay à. Tiền. Anh em đặt là vớn này về anh em chính xịn em chịu khó rửa nha anh em. Rửa sạch sẽ chứ đừng để xịn nha, xịn anh em kéo là xăng tia là bay nha anh em. Xăng tia mà gặp xịn là thua nha anh em. Xài không được lâu. Còn anh em đặt về xuống nước rửa sạch sẽ là hoàng, xài bền lắm anh em. Hoặc là anh em nào mà nghỉ chừng tháng hay 2 tháng bật đi công việc á. Chừng nào anh em mà có đặt lại anh em xuống nước nhúng nó cái là bắt đầu xăng tia nó sẽ mềm lên nha anh em. Anh em kéo rất là trơn luôn. Thì vớn đa năng này có bán 3 mẫu luôn nha anh em. Mẫu này là cao 1 tấc 8, dài 4 tấc nha anh em. Là quánh là vừa gọn luôn, còn anh em nào muốn bự nữa thì cao 2 tấc, dài 5 tấc. Một loại nữa là cao 2 tấc 2, dài 6 tấc nha anh em. Nhưng mà cũng tùy theo anh em mà. Nên là muốn gọn thì quánh loại này. Dùng loại này quánh cũng rất là ok nha anh em. Thì tùy theo chỗ anh em, đừng nưa nước bự hay nhỏ vậy đó. Anh em lựa chọn ha. Cánh tè này đâm ra là 7 tấc rưỡi nha anh em, hai bên bên ra là 7 tấc rưỡi nha anh em. Thơm của mình là thơm lá nha anh em. Có ít vô không bao giờ ra được nha anh em. Xếp lại cái hôm nó hơi méo anh em ơi. Anh em sọt cây vô á, cương ra là thẳng ra liền à. À, cương con tay một này ha. Nó chỉ có cái kẽ chút xíu rồi anh em. Có ít là không bao giờ ra được nha anh em. Ở dân yên tâm đánh đó nha. Hơn rất là sâu luôn nha anh em, chứ phải hơn cạn đây nha. Tại vì cái vớn đa năng này cái hơm của nó mịn, nó mềm. Ớt rất là nhảy vô nha anh em. Rất là nhảy luôn. Chung là vớn đa năng này mình bán này cũng năm mấy rồi. Anh em rất là ưa chuộng nha. Chung là cái này đánh là phải nói là du lịch. Rất thích hợp cho những anh em mà đặt là một là kiếm cơm, hai là kiếm ăn nha anh em. Kiếm ăn thì anh em đặt 5-10 cái, anh em đánh thu nhập thì vài chục, 20-30, 30-40 gì đó, tùy theo anh em mà. Thì anh em có nhu cầu mua vớn đa năng quánh ếch, là cá lóc quánh cá, kiếm thu nhập hay là kiếm ăn gì cũng được nha anh em. Rất là thích hợp cho những anh em mà có nhu cầu. Rồi video tới đây mình cũng xin kết thúc luôn. Chúc tất cả anh em một buổi sáng thật vui vẻ. Anh em nào mà mua lờ hay lợp bên mình á, nhớ chọt nhẹ vô màn hình anh em, chọt nhẹ vô màn hình á có chữ đăng ký đó, anh em cho mình xin một cái đăng ký nè để ủng hộ mình anh em ơi. Rồi mình sẽ cập nhật những cái video mà tốt nhất có thể nha anh em. Em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi. Chúc tất cả anh em một buổi sáng thật vui vẻ bên gia đình nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha.